Kính thưa quý vị và các bạn, ở thời đại này, ai mà chẳng muốn kiếm tiền, ai chẳng ước mong bỗng dưng giàu có sau một đêm. Nhưng có một hiện thực mà có lẽ bạn cũng đã biết, xã hội này không thiếu những người nghèo có năng lực và lý do họ không thành công chẳng qua cũng chỉ vì không gặp được thời cơ. Giống như các cụ đã từng nói, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng nhiều khi dù kiếm được tiền đi chăng nữa, thì liệu bạn có thực sự biết giữ tiền không? Có thực sự biết tiêu tiền hay không? Thực ra so với kiếm tiền, tiêu tiền khó hơn nhiều. Nó cần tới trí tuệ, đức hạnh và những người không biết tiêu tiền thường cũng sẽ chẳng biết giữ tiền. Kiếm tiền dựa vào cơ hội. Lê Jun, giám đốc điều hành của Xiaomi, từng nói trong một buổi thuyết giảng rằng một người không ngừng nỗ lực nhất định sẽ thu được chút thành tích nào đó, nhưng muốn kiếm được nhiều tiền vẫn phải dựa vào thời vận. Ý của Lê Jun đó là muốn kiếm tiền, cơ hội là điều quan trọng, đặc biệt là kiểu cơ hội mà thời đại ban cho, giàu có là điều có thể chứ không thể cầu. Cũng giống như trong Tam Quốc diễn nghĩa vậy, nếu không phải Đổng Trác nổi dậy làm phản, chư hầu thiên hạ hợp lại thành một, liệu ba anh em Lưu Quan Trương có cơ hội hay không? Bởi suy cho cùng, họ cũng chỉ là những tiểu thương vô cùng nhỏ bé. Là thời đại cho họ cơ hội là cái mà người ta gọi là thời đại sinh anh hùng. Có người đã từng nói, khi mà cơ hội tới, tiền đến với mình ra sao, có lẽ chính bạn cũng chẳng rõ. Có câu tòa địa nhật hành bát vạn lý, tuần thiên giao khán nhất thiên hà. Ý muốn nói, nhiều khi bạn chẳng cần làm cái gì, cứ ngồi trên địa cầu thôi, một ngày cũng đi được 8 vạn bước đường rồi. Đây chính là sự tăng tốc của thời đại. Vì vậy, kiếm tiền thực sự, thứ dựa vào vẫn là cơ hội, là thời cơ. Thời tới rồi, năng lực có sẵn, thì có muốn cản cũng chẳng cản nổi. Giữ tiền cần tới trí tuệ. Kiếm tiền nhờ cơ hội, nhưng có giữ được tiền hay không lại phải dựa vào chính mình, phải xem trong lòng bạn có cái độ, có cái trí tuệ để mà tiếp tục giữ được tiền trong tay hay không. Bạn nhọc công nhọc sức đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền mà tiêu vèo một cái hết, bạn không thấy tiếc hay sao? Nhiều bạn trẻ ngồi mai quần ở văn phòng 8 tiếng trên một ngày đều nhận 6 đến 7 triệu, nhưng hễ có lương là lên mạng mua tỷ thứ trên đời. Nào là ăn uống xa hoa cứ như con nhà giàu, ngày nào cũng mua trà sữa rồi đi ăn uống rồi quần áo, hứng lên bắt chen thì thay điện thoại. Tôi nói thật, với mức thu nhập như vậy, sau khi trừ đi chi phí thuê nhà, điện nước, xăng xe, số tiền còn lại của họ chắc gì đã nhiều hơn người nghèo là mấy. Thu nhập người nghèo mà sống như tỷ phú, cuộc sống dễ dãi họ đang tận hưởng thực ra chỉ là miếng phô mai để bẫy chuột mà thôi. Khi chén hết miếng phô mai cũng là lúc họ mắc kẹt trong cái bẫy êm ái, giả tạo của cuộc sống. Có một sự thật là càng những bạn thu nhập liều tiều, làm cơm ăn lương lại có xu hướng vùng tay quá chán, chỉ tiêu không biết giới hạn là gì. Đành rằng bây giờ bạn còn trẻ chưa vướng bận nhiều, nhưng rồi ai cũng phải lập gia đình, có cha mẹ già. Là người có hiếu, đương nhiên bạn phải lo lắng phụng dưỡng. Thử hỏi với kiểu sống tạm bợ như vậy, bạn lo được cho ai? Công ty tôi trước kia có một nữ nhân viên thuộc mẫu kiểu người như vậy. Tạm bỏ nói chuyện năng lực chuyên môn sang một bên, tôi thấy bạn này có một vấn đề rất lớn về quản lý tiền bạc. Lương tháng nào cũng kêu hết tiền chỉ trong một nốt nhạc, hôm trước nhận lương, hôm sau đã kêu hết. Nếu bạn muốn cuộc sống đầy đủ hơn bằng cách phát triển sự nghiệp kinh doanh hay đầu tư thứ gì đó, thì khoan vội nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nhất định phải biết cách giữ tiền trước đã, đó mới là điều quan trọng nhất. Biết cách giữ tiền chứng tỏ bạn là người kiểm soát bản thân, tiêu xài hoang phí chứng tỏ bạn khá phong túng, nuông chiều bản thân quá mức. Đừng ngạc nhiên nếu bạn phát hiện ra rằng chính những người giàu có lại có lối sống vô cùng giản dị. Họ từ chối mọi thứ vật chất làm họ bị ràng buộc và mất đi tự do. Bạn có biết Warren Buffett, vị tài phiệt giàu thứ 3 thế giới, vẫn giữ thói quen ăn sáng không quá 3,17 đô la. Vị tỷ phú này đã chia sẻ, khi cảm thấy không dư giả lắm, tôi chỉ mua suất ăn loại 2,61 đô, gồm 2 miếng thịt chiên. Tôi chập cả 2 miếng lại và rót cho mình thêm cốc Coca-Cola nữa. Loại 3,17 đô thì có thịt nướng, trứng và bánh quy phô mai. Nếu thị trường đi xuống, tôi sẽ bỏ qua loại 3,17 đô và chuyển xuống loại 2,95 đô la. Người giàu sống rất tiết kiệm không phải vì giàu mà kỳ bò, nhưng chính khả năng biết mình thực sự cần gì, điều gì nên có trong cuộc sống,
thứ gì thừa thãi, không cần thiết, không mang lại lợi ích, họ sẵn sàng loại trừ. Phần đa những người nghèo là những người rất dễ thỏa hiệp với mong muốn nhất thời của họ, muốn được hưởng thụ, được nhét đầy cái bụng đói, thỏa mãn cái tính sĩ diện. Họ có xu hướng tiêu tiền cho những mong muốn nhất thời. Bạn dễ dãi thỏa mãn mong muốn nhất thời bằng việc mua sắm và hưởng thụ, bạn sẽ không bao giờ bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng cho công việc kinh doanh được. Khôn ngoan nhất là hãy dành tiền cho những trải nghiệm và kiến thức. Bạn sẽ không bao giờ lỗ được, mà sau này chỉ có lợi nhuận thôi. Như Warren Buffett đã từng nói, đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư quý giá nhất. Muốn đầu tư, hãy học cách giữ tiền trước đã. Hầu hết những người khi mới bước chân vào thị trường tài chính đều muốn kiếm tiền nhiều và nhanh chóng, nhưng chẳng bao giờ nghĩ đến việc mất tiền. Thời gian trôi qua đủ lâu để chính bản thân ta tự nhận ra rằng học giữ tiền chính là bài học đầu tiên và tiền quyết để tham gia với thị trường này. Thoạt đầu nghe đến cơ hội làm mắt sáng lên, sẵn sàng bơm tiền, vét sạch túi quàng vô, nghĩ là đầu tư sớm nhanh không sẽ mất đi cơ hội. Nhưng trái lại, cơ hội luôn luôn có, luôn luôn chờ bạn, nó chẳng chạy đi đâu cả, chỉ có tiền của bạn mới chạy qua túi người khác mà thôi. Hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi, thị trường tài chính không phải là nơi dễ kiếm tiền, có tới 95% mất tiền, 5% trở nên giàu có và thành công. Nếu bạn nóng vội, suy nghĩ sai lệch, không học cách giữ tiền trước, thì chắc chắn bạn thuộc số đông 95% kia. Đừng hỏi tại sao nhé. Nhiều bạn nghĩ rằng thị trường tài chính là dễ kiếm tiền và nhanh. Chính vì vậy, rất nhiều người tham gia vào thị trường này với mong muốn giàu có sau một đêm mà không trang bị kiến thức trước khi tham gia. Rất nhiều người đã mất tiền, họ thường mất tiền rất nhanh và thắng cũng rất nhanh, nhanh hơn sự tưởng tượng của chính bản thân họ. Đa số rơi vào cảnh nợ nần chồng chất là do muốn kiếm tiền nhanh, cho nên hãy bỏ ngay ý tưởng kiếm tiền nhanh đi. Phải học cách giữ tiền trước đã. Muốn giữ tiền, bạn phải nhớ hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, không để mất tiền. Nguyên tắc thứ hai, không được quên nguyên tắc thứ nhất. Nhiều người nghĩ là hai nguyên tắc trên là thừa thãi, nhưng trong thị trường này, đừng vung tiền quá chán và đừng để mất đi những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Bạn hãy nghĩ đến nguyên tắc phân bổ vốn và luôn nghĩ rằng đầu tư với số tiền bạn có thể mất mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình bạn. Sau khi bạn xác định được như trên, bạn mất bạn sẽ thấy thoải mái, tức là bạn đã bỏ đi áp lực cơm áo gạo tiền. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn dễ dãi với số tiền của mình, mà bạn phải khôn ngoan, tính toán và có kiến thức quản lý nó. Vì khi số tiền mất đi đồng nghĩa với việc bạn phải rời bỏ cuộc chơi, bạn không có tiền để tiếp tục và càng quan trọng hơn, khi có cơ hội tốt thì bạn lại hết sạch tiền. Chính vì vậy, hãy học cách giữ tiền của mình trước khi tham gia thị trường tài chính. Động cơ tiêu tiền vẫn phải nhìn vào đức hạnh. Một người tiêu tiền ra sao, thực ra sâu xa phía sau vẫn là đức hạnh của anh ta. Những người suốt ngày chỉ nghĩ tới chuyện chơi bời lêu lỏng hưởng lạc, ắt sẽ tự mình hủy hoại tài phú của mình. Có câu hậu đức tài vật, không có một đức hạnh nhất định, vậy thì sẽ chẳng thể gánh được nhiều tài phú. Đức bất phối vị tất hữu tài ương, kỳ đức không xứng với địa vị, ắt sẽ là tai ương. Tương tự như vậy, đức hạnh của bạn nếu nó không xứng với quyền lợi hay khối tài sản mà bạn có, nó chắc chắn là tai họa. Cứ nhìn mà xem, 80% những người bỗng nhiên giàu có sau một đêm nhờ trúng số, chỉ trong vòng 5 năm, tài sản của họ sẽ bị phung phí tới trống rỗng, cuối cùng thậm chí còn đẩy mình vào con đường tối tăm. Một người phụ nữ Anh sau khi trúng được giải thưởng 1 triệu bảng, cô ấy đã dùng số tiền ấy để mua sắm điên cuồng, uống loại sâm panh đắt đỏ nhất, ở ngôi biệt thự xa hoa nhất. Thấy tiền càng ngày càng ít, cô quyết định đem tiền đi đầu tư, nhưng với người không am hiểu về tài chính, kết quả càng lao vào càng thua, cuối cùng cô tiêu hết sạch sành sanh số tiền 1 triệu bảng chỉ trong vòng đúng 1 năm. Hiện tại cô chỉ có thể sống qua ngày nhờ trợ cấp của chính phủ. Ở Canada, có một người đàn ông kiếm được 10 triệu đô la chỉ với 2 đô la. Sau khi trúng giải, anh mua một ngôi nhà và mở tiệc ăn chơi mỗi ngày. Có lần anh thậm chí còn mua một lúc 8 chiếc xe cho mình và bạn bè. Chỉ trong vòng 7 năm, anh tiêu hết sạch số tiền 10 triệu đô la. Sau đó, vì để nuôi bạn gái và 6 đứa con khác của mình, anh đành phải tới nông trường của một người bạn lao động chân tay. Vì không chịu đựng được đả kích này, cuối cùng anh đã bỏ nhà ra đi.
Vì vậy, giữ được tiền hay không, sâu xa vẫn phải xem đức hạnh của họ thế nào, xem họ có thể kiểm soát và giữ mình trước công danh lợi lộc hay không. Dù đã trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới, Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà ở Omaha tại Hoa Kỳ, nơi mà ông đã sống trong suốt 59 năm. Chính cái tâm thái đơn giản an nhiên này mà cho tới nay ông vẫn có thể giữ được sự giàu có của mình. Hy vọng rằng bài học này có thể giúp ích được cho quý vị và các bạn trong cuộc sống và trong công việc. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.